Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đưa 4 vụ án vào tầm ngắm. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thống nhất đưa 4 vụ án tham nhũng, tiêu cực đang xử lý trên địa bàn tỉnh vào diện theo dõi, chỉ đạo. Ngày 23 tháng 8, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, Ban chỉ đạo đã tiến hành kỳ họp lần thứ nhất sau khi thành lập vào tháng 6 năm 2022. Theo đó, Ban chỉ đạo đã thông qua chương trình hoạt động từ nay tới cuối năm 2022, xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo. Ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng Ban chỉ đạo, Ban nội chính Tỉnh ủy là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo. Ban chỉ đạo đã thống nhất đưa 4 vụ án tham nhũng, tiêu cực đang xử lý trên địa bàn tỉnh vào diện theo dõi, chỉ đạo. Theo đó, vụ thứ nhất là vụ án tham ô tài sản xảy ra tại công ty cổ phần bọc ống dầu khí. Thứ hai là vụ án 4 cán bộ hạt kiểm lâm Vũng Tàu Phú Mỹ và Ban quản lý rừng phòng hộ bị khởi tố, bắt tạm giam trong tháng 7 năm 2022. Về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong vụ phá rừng trên núi Thị Vải, thị xã Phú Mỹ. Thứ ba là vụ bị cáo Võ Thái Hòa, nguyên trưởng phòng tài nguyên môi trường huyện Côn Đảo bị truy tố, xét xử về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ. Tháng 5 năm 2022, vụ án này Tòa án Nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đưa ra xét xử sơ thẩm nhưng đã hoãn phiên tòa, trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung. Thứ tư là vụ bị can Nguyễn Thị Quốc Ca, nguyên kế toán trưởng Ủy ban Nhân dân xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc bị truy tố về tội tham ô tài sản. Trước đó, vào giữa tháng 6, tỉnh ủy Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh. Ban chỉ đạo gồm 15 thành viên do ông Phạm Viết Thanh, Bí thư Tỉnh ủy làm trưởng ban. Ban chỉ đạo có 5 phó ban, gồm bà Nguyễn Thị Yến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, ông Trần Tuấn Lĩnh, trưởng ban nội chính Tỉnh ủy, ông Lưu Tài Đoàn, trưởng ban tổ chức Tỉnh ủy, ông Võ Văn Dũng, chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy, đại tá Bùi Văn Thảo, giám đốc công an tỉnh. Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có chức năng, nguyên tắc làm việc, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định số 67/QĐ-TVK ngày 2 tháng 6 năm 2022 của Ban Bí thư. Ban chỉ đạo có con dấu riêng và sử dụng tài khoản của văn phòng tỉnh ủy để phục vụ hoạt động. Đại tá Đinh Văn Nơ thông tin kết quả điều tra mới nhất vụ 40 người tháo chạy khỏi casino. Ngày 23 tháng 8, Đại tá Đinh Văn Nơ, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, qua điều tra vụ 40 người tháo chạy khỏi casino ở Campuchia, đến nay đơn vị đã xác định được 4 đường dây mua bán người ở nhiều tỉnh, thành phố. Theo Giám đốc Công an tỉnh An Giang, các công dân tháo chạy khỏi casino Rich World Campuchia đều bị bóc lột sức lao động nhưng trả lương không đúng như thỏa thuận hoặc không được trả lương. Ngoài ra, họ còn bị ép thực hiện hành vi phạm tội công nghệ cao như lừa đảo qua mạng, tổ chức đánh bạc qua mạng bị đánh đập, tra tấn và ép người nhà phải đưa tiền chuộc rất lớn. Đặc biệt còn có tình trạng người lao động Việt Nam bị bán từ casino này sang casino khác. Đây là dấu hiệu của tội phạm mua bán người. Chúng tôi đã làm rõ và phát hiện 4 đường dây mua bán người ở nhiều tỉnh, thành phố trong nước. Chúng câu móc với các đối tượng Campuchia để thực hiện hành vi mua bán người, Đại tá Đinh Văn Nơ thông tin. Hiện, Công an tỉnh An Giang đã báo cáo vụ việc với Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an nhằm phối hợp với Công an các tỉnh, thành phố có đường dây mua bán người để tiếp nhận tin báo và xử lý dứt điểm. Được biết, tỉnh Kano giáp ranh với nước ta có hiện có 7 casino hoạt động, sử dụng rất nhiều lao động Việt Nam và các nước khác. Công an tỉnh Kano đang phối hợp rất chặt chẽ với Công an tỉnh An Giang. Hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tiến hành rà soát lại tất cả các công dân không có giấy tờ hợp pháp để xử lý trong thời gian tới, Đại tá Đinh Văn Nơ nói. Cạnh đó, căn cứ vào lời khai của 40 người trở về, Công an tỉnh An Giang còn phát hiện đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép và đã khởi tố, bắt tạm giam 2 người. Sắp tới, lực lượng sẽ tiếp tục mở rộng điều tra và sẽ bắt tất cả những đối tượng trong các đường dây để xử lý đúng quy định để răn đe một cách quyết liệt. Người đứng đầu Công an tỉnh An Giang cho biết thêm, không chỉ trong nước mà phía Campuchia cũng phối hợp tích cực để làm rõ việc mua bán người và hành vi ép người lao động Việt Nam làm quá giờ, không trả lương, có dấu hiệu tra tấn đối với công dân ta, đảm bảo quyền bảo hộ công dân Việt Nam. Ngoài ra, Giám đốc Công an tỉnh An Giang cũng đề xuất với Tỉnh ủy An Giang báo cáo chính phủ xin ý kiến xem xét có xử lý hành chính hay không. Bởi, theo quy định 40 công dân nói trên đã có hành vi nhập cảnh trái phép nhưng bản thân họ hiện cũng đang rất khó khăn, vì khi trốn chạy họ chỉ có duy nhất bộ đồ mặc trên người. Quảng Ngãi kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ mà không có giải pháp khắc phục. Để khắc phục tình trạng quy hoạch treo và dự án treo trên địa bàn, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh chỉ đạo các sở, ban ngành và địa phương rà soát, tham mưu tỉnh thu hồi những dự án chậm tiến độ nhưng không có giải khắc phục. Sáng ngày 23 tháng 8,
Tin từ Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khắc phục tình trạng quy hoạch treo và dự án treo ảnh hưởng đến phát triển kinh tế, xã hội và cuộc sống của người dân trên địa bàn tỉnh. Giao ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp Quảng Ngãi, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức rà soát các quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị thuộc địa bàn quản lý, xây dựng kế hoạch để kịp thời điều chỉnh hoặc hủy bỏ các quy hoạch đã quá thời hạn và không có tính khả thi. Ông Minh yêu cầu các ban ngành liên quan quản lý kịp thời phát hiện, xử lý các vi phạm trong việc thực hiện quy hoạch, đầu tư xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn, cung cấp thông tin, theo dõi, đôn đốc tiến độ các dự án thuộc địa bàn quản lý, kiểm tra, rà soát và xử lý theo thẩm quyền các dự án chậm tiến độ thuộc địa bàn quản lý theo quy định. Bên cạnh đó, kiểm tra, đôn đốc và hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển khai lập, trình phê duyệt chương trình phát triển cho các đô thị, khu vực phát triển đô thị thuộc địa bàn các huyện, thị xã, thành phố theo quy định. Rà soát các dự án đã được cấp có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư để có phương án kiểm tra, đôn đốc, xử lý các vi phạm đối với những dự án chậm tiến độ. Giao các sở, xây dựng, kế hoạch và đầu tư, tài nguyên và môi trường tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, kiên quyết thu hồi theo quy định của pháp luật đối với những dự án chậm tiến độ mà không có giải pháp khắc phục, góp phần giải quyết tình trạng dự án treo. Ngoài ra, lập, phê duyệt kế hoạch đầu tư trung hạn và hàng năm, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển đô thị được duyệt, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xem xét, kiên quyết thu hồi đối với những dự án sử dụng đất không đúng mục đích, không đưa đất vào sử dụng hoặc tiến độ sử dụng đất chậm so với quy định.